Giờ còn lớp sang cái buổi thực hành kỹ thuật nhuộm vườn em. Về mục tiêu thì chúng ta nắm được nguyên lý, và trong quá trình làm tránh được các sai sót của kỹ thuật nhuộm. Nhuộm gram thì là một cái phương pháp thực nghiệm nhằm phân biệt các loài vi khuẩn thành hai nhóm gram dương, ký hiệu là gram positive. Em nhớ cái câu này, bởi vì cái dương với âm thì chúng ta còn dùng nhiều trong các xét nghiệm khác, và gram âm, gram negative, dựa trên các đặc tính lý hóa của thành tế bào. Phương pháp này được đặt tên theo người phát minh ra, đó là nhà khoa học Đan Mạch tên là Henrik Gram. Mục đích của việc nhuộm gram là gì? Thứ nhất là phân loại vi khuẩn thành hai nhóm lớn là gram âm và gram dương. Thứ hai là định hướng cho nuôi cấy. Cái thứ ba là chọn kháng sinh phù hợp. Tại vì chúng ta biết là có những kháng sinh dùng cho vi khuẩn gram dương và có những kháng sinh dùng cho vi khuẩn gram âm. Cái thứ tư là chẩn đoán nhanh trong một số cái trường hợp mà bệnh phẩm, biết bệnh phẩm đó là gì, dấu hiệu lâm sàng rõ, kết quả nhuộm gram rõ. Thế là một số trường hợp chẩn đoán nhanh để bác sĩ có thể cho thuốc. Tại vì nếu mà có một số trường hợp mà bệnh đặc biệt và kết quả nuôi cấy thì phải mất 3 ngày, nhưng có trường hợp đặc biệt thì có thể chẩn đoán nhanh, người ta điều trị tạm thời. Qua hình ảnh sau thì chúng ta suy ra được cái nguyên tắc trên. Thì ở đây chúng ta thấy đối với vi khuẩn gram dương thì cái lớp peptidoglycan này rất là dày, nhưng mà với vi khuẩn gram âm thì lớp peptidoglycan nó mỏng. Cho nên nguyên tắc nhuộm ở đây là gì? Lớp peptidoglycan ở gram dương là rất dày, cho nên thấm rất nhiều các cái thuốc nhuộm ở đây. Thuốc nhuộm số 1 đó là glycan violet. Thì khi mà cho thuốc nhuộm vào thì vi khuẩn gram dương nó giữ được rất nhiều thuốc nhuộm ở đây. Và sau khi các bạn cho glucon cố định vào, các bạn tẩy cồn thì cái thuốc nhuộm nó giữ nguyên. Ngược lại, vi khuẩn gram âm sau khi các bạn tẩy cồn thì các cái hóa chất nó sẽ bị cho hết, nếu này vi khuẩn gram âm nó không có mở. Từ đó chúng ta phải thêm cái thuốc thử phúc xin, tức là cái bước thứ tư, thì rồi chúng ta mới thấy gram âm bắt màu hồng. Như vậy thì nguyên tắc của nó là dựa trên sự khác nhau về cấu trúc của các tế bào, tức là lớp nên trong quá trình nhuộm gram thì vi khuẩn gram dương sẽ giữ được cái phức hợp tính của glycan violet. Khi mà học thực hành thì em thấy nó có hai tên nhé, có tím glycan viết hay là tím xanthian đều là tên của nó, và nó không bị tẩy màu bởi cồn 95 độ hay là 95%, trong khi vi khuẩn gram âm thì không giữ được phức hợp này. Và nếu mà không lên đỉnh cái này thì em không nhìn thấy màu. Sau đó chúng ta sẽ nhuộm bổ sung với cái dung dịch safanin. Thì gram dương thì nó vẫn giữ được cái màu tím của thuốc nhuộm thuốc số 1 với tan violet. Còn gram âm thì nó bắt màu của thuốc đỏ đỏ của cái safanin. Dụng cụ chúng ta cần có kính hiển vi để que cấy đầu tròn để chúng ta lấy mẫu bệnh phẩm. Có đèn cồn để khử trùng, chúng ta có bình xịt nước cắt để chúng ta rửa. Rồi chúng ta có phiến kính này, bút chì, đồng hồ. Hóa chất thì chúng ta có bốn cái thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm số 1 đó là glycan violet. Đây chính là thuốc nhuộm số 1. Thuốc nhuộm thứ hai đó chính là lugol. Cái thuốc thử thứ ba đó chính là cồn. Ở đây. Cái thứ tư chính là safanin. Kỹ thuật nhuộm thì đầu tiên chúng ta sẽ dàn bệnh phẩm hoặc vi khuẩn trên lam kính. Sau đó chúng ta sẽ cố định bằng cách hơ qua trên ngọn lửa đèn cồn. Sau khi các bạn hơ qua thì lúc này cái lam của chúng ta đã là cái lam chuẩn rồi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành nhuộm. Bước 1, các bạn sẽ nhuộm cho cô bằng cái glycan violet khoảng 30 đến 1 phút. Và lúc này thì cả vi khuẩn âm và lam dương khi thấy đều bắt màu tím. Sau đó bước 2, các bạn sẽ nhuộm 1 phút cho cô bằng cái lugol. Thì lúc này khi mà cô cố định màu thì cả hai vi khuẩn vẫn là bắt màu đậm dương. Sau đó đến bước 3, các bạn tẩy cồn cho cô trong vòng 30 giây.
Thì các vi khuẩn răng dương này chấm chấm màu tím này vẫn giữ nguyên màu, còn răng âm là chúng thấy ta thấy mất màu, nó đen từ màu tím chuyển sang màu trắng, tức là nó đã mất màu rồi. Thì nếu mà để như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy vi khuẩn răng dương như răng âm các bạn sẽ không thấy, do đó chúng ta phải nhuộm cái bổ sung cái thứ tư đó là chất nhuộm safanin ở đây. Khi nhuộm safanin vào đây thì chúng ta thấy là vi khuẩn răng dương ở đây thì nó vẫn giữ nguyên màu tím, còn vi khuẩn răng âm sẽ bắt màu hồng của cái thuốc nhuộm safanin. Như vậy thì bốn cái kết quả ở đây nó thể hiện rất là rõ. Lúc đầu là hai cái đều màu răm dương này, đều răm dương. Sau khi tẩy cồn thì một cái răm dương giữ nguyên, răm âm mất màu. Sau khi tẩy nhuộm bổ sung thì răm dương thì vẫn màu tím, răm âm thì bắt màu hồng. Đấy là cái quy trình nhuộm của chúng ta. Về khi mà nhuộm xong như vậy thì khi soi kính hiển vi em nhìn thấy vi khuẩn răng dương bắt màu tím giống như hình trên tôi đang chỉ, răng âm sẽ bắt màu hồng. Thì ở trên trường thì cô hãy sẽ dùng cái chủng mẫu là tủ cầu vàng ở đây cho các bạn để cho dễ nhìn thấy, còn răng âm thì cô hãy dùng cái mẫu Ecoli. Rồi quan trong quá trình nhuộm thì để biết thuốc thử nó tốt hay không, chúng ta sẽ trộn răng âm và răng dương để nhuộm. Thì trong một lần nhuộm các bạn sẽ thấy răng dương bắt màu tím ở đây, còn răng âm bắt màu hồng. Trong một số cái trường hợp thì các bạn nhuộm, các bạn sẽ thấy trong cái mẫu nhuộm của mình có các cái bạch cầu đa nhân ở đây, thì chúng ta biết là cái bạch cầu đa nhân sẽ ra tiêu diệt vi khuẩn, nên chỗ nào có vi khuẩn cũng là có bạch cầu đa nhân luôn. Chỗ ngoài cái tế bào bạch cầu đa nhân chúng ta có các song cầu hình hạt cà phê đứng thành đôi như này, hoặc là nằm ở bên trong tế bào như hình dưới. Nếu như mẫu bệnh phẩm là mẫu của mụn điều đạo, tức là mẫu bệnh phẩm đường sinh dục, thì chúng ta có thể kết luận đây chính là lậu cầu, hay có cái tên khoa học gọi là Escherichia gonorrhoeae. Hình trên thì cho thấy là ở đây bắt màu gì, thì thấy là bắt màu tím răm dương, và các cái vi khuẩn đứng thành chuỗi như này thì đây tôi gọi liên cầu nhỉ. Cái này khi lên trường thì cô sẽ cho các bạn lấy mẫu hầu họng của mình ra chúng ta xét nghiệm. Như vậy thì tóm lại thì chúng ta so sánh ngay vi khuẩn răm dương và răm âm để hiểu cái quy trình nhuộm từ nãy giờ. Thì chúng thấy là vi khuẩn răm dương ở đây có cái lớp peptido và lichen ở đây. Cái này rất là dày, có thể từ 15 đến 50 nm. Nó có khả năng là giữ phức hợp tím đen tian, cho nên chúng ta thấy sau khi mình nhuộm thì cái răm dương nó sẽ bắt màu tím. Đối với khuẩn răm âm thì lớp bách là peptido và lichen nên rất là mỏng. Hay ở trên cái hình này cũng thấy, các nhìn thấy lớp peptidoglycan ở đây là răm dương này rất là dày, trong khi lớp peptidoglycan răm âm thì nó mỏng hơn này, nó thể hiện cái màu đen đấy, peptidoglycan đó. Trong quá trình nhuộm thì chúng ta thấy là gì, cái thuốc nhuộm số 1 tức là cristan violet thì nhuộm tất cả thành màu tím đen giống như cái sơ đồ lúc nãy cô đã phân tích. Chúng ta tóm lại rồi nhớ bài luôn. Sau cái nhuộm chúng ta sẽ nhỏ lugol thì chúng ta thấy gắn màu tím vào vi khuẩn nó đậm hay nhạt tùy loại, nó gắn chắc hơn. Sau bước 3 các bạn tẩy cồn thì một số vi khuẩn nó sẽ bị mất cái màu đi, nhưng một số vi khuẩn thì vẫn gắn chắc được. Bước cồn rất quan trọng, chúng ta tẩy quá lâu cũng không tốt, mà tẩy ít quá không được, tẩy ít quá thì chưa phai hết màu, tẩy lâu quá thì nó có thể biến dương thành âm, vi khuẩn dương thành âm. Rồi bước thứ tư là chúng ta nhuộm bổ sung bằng cái thuốc nhuộm đỏ phúc sinh. Thì khi nhuộm thì chúng ta thấy là những hồn năm âm nó bắt màu trở lại. Để hiểu thêm bài chúng ta làm thêm một số câu lượng giá. Nối các cái hóa chất tương ứng với công dụng và đặc điểm của nó. Câu 1, Cristan Violet, đây là thuốc nhuộm số 1. Chúng ta chọn cái đáp án tương ứng ở bên này. Cái câu 2 là Safanin là thuốc nhuộm thứ tư của chúng ta đấy, hay có tên khác gọi là Phúc Sin, có hai tên nhé. Người chọn đáp án bên này. Cái bước tẩy cồn là cái bước thứ ba thì chúng ta thấy là nó sẽ như thế nào, công dụng đặc điểm bên này. Và cái bước lưu vô là cái bước trong quá trình nhuộm, chúng ta nhuộm là cái thứ hai để cố định, thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào bên này? Đây chính là đáp án nè. Nhìn trên hình và nói cho cô biết cái hình E này là vi khuẩn răm dương hay răm âm, hình B là vi khuẩn răm dương hay răm âm,
Đây trên hình các em, đây là nấm nhá, đây là các cái nấm men với các nấm sợi. Theo em nếu như mà các em đi nhuộm còn em thì nấm sẽ bắt màu nam dương hay nam âm? Quả là nấm sẽ bắt màu và nam dương. Tuy nhiên bình thường các bạn nếu mà chỉ mục đích chỉ để soi nấm thì các bạn không cần phải nhuộm, các bạn chỉ cần cho nấm vào cái dung dịch cao hát, chúng ta để 30 phút cho nấm nó nổi lên thì ta soi là xong. Tuy nhiên trong một số trường hợp các bạn nhuộm vi khuẩn thì trong cái mẫu của bệnh nhân nó có nấm thì các bạn cũng sẽ thấy nó màu dương như này. Thế thì một số bạn sẽ bảo không biết nó nhầm, làm sao nó nhầm với vi khuẩn nam dương thì sao, thì các bạn yên tâm là nấm nó kích thước rất là lớn, cho nên khi nhuộm thì các bạn sẽ biết ngay đây là nấm. Vi khuẩn thì nó nhỏ, nấm kích thước lớn thì các bạn sẽ không nhầm ở chỗ này nhé, yên tâm nữa đó. Hình trên là đang mô tả cái vi khuẩn gì đây, bắt màu nam dương hay nam âm? Thì ở đây chúng ta thấy đây cũng là nấm nhé. Các bạn thấy nếu như vi khuẩn nó kích thước nhỏ như thế này, vi khuẩn kích thước nhỏ như thế này thì nấm là những cái gì, chấm rất là to này. Các bạn thấy nó là hình bầu dục này, đứng cạnh nhau thì nhìn giống như hình số 8 này. Đó. Và các cái dài như này đây gọi là nấm sợi nhé. Còn hình mũi tên trên chỉ đây là vi khuẩn gì đây, nam dương hay nam âm? Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy cho cô đây là những cái trực khuẩn dài mạnh bắt đầu nam âm, trực khuẩn dài mạnh bắt đầu âm. Trong đó có những cái vi khuẩn đứng thành đôi như này bắt đầu nam âm, thì đây chúng ta sẽ nghĩ nếu như bệnh phẩm là đường sinh dục thì đây chính là lậu cầu nhé. Còn bệnh phẩm não mô cầu thì đây, bệnh phẩm là bệnh phẩm dịch não tụy thì có thể đây là não mô cầu nhé. Rồi hình ảnh dưới thì các theo các bạn đây là vi khuẩn lậu cầu đứng trong hay ngoài tế bào đây? Rồi hình ảnh này đây là cái bạch cầu đa nhân. Rồi vi khuẩn song cầu hình hạt cà phê nằm ngoài bạch cầu đa nhân và song cầu hình hạt cà phê nằm trong bạch cầu đa nhân. Thì theo các bạn trong trường hợp này chúng ta kết luận là Neisseria gonorrhea trong bệnh phẩm là mấy cộng? Hay còn gọi tiếng Việt là tên vi khuẩn gì? Hình trên đang đang mô tả vi khuẩn bắt đầu nam dương hay nam âm đây? Rồi hình trên là nam âm, vi khuẩn nam âm hay nam dương? Em có thể đọc tên vi khuẩn. Đây là vi khuẩn gì? Và cảm ơn cả lớp đã chú ý lắng nghe.